xa nhau trong ngày nắng gió, ngõ vắng anh, ghé vắng anh và em vắng anh. Bao đêm trông chờ thức trắng phố vang tên anh, xa nhau nhưng còn đến lại nơi. Cách nhau có phải là em thích Bảo Quốc lắm phải không? Cô thấy em cứ nhắc tới Bảo Quốc với rất nhiều tình cảm á. Cô cũng nghĩ vậy nữa hả? Thật tình thì từ khi vô đại học tới giờ, em với anh Quốc có rất là nhiều kỷ niệm. Em vẫn mong là tình cảm của hai đứa sẽ tiến thêm một bước nữa sau khi tốt nghiệp. Hai gia đình đều biết và đều ủng hộ cho hai em. Có phải là vì tôi bị tai nạn rồi Quốc cứ lo chăm sóc cho tôi và đưa rước tôi, việc đó làm sao lãng thời gian Quốc ở bên cạnh em phải không? Dạ. Dạ, em cũng không dám giấu cô. Em có hơi buồn vì chuyện đó. Bởi vì em đã quen với sự có mặt của anh Quốc bên cạnh rồi. Ừ, tôi hiểu rồi. Thành thật xin lỗi vì tôi đã vô ý làm cho em buồn. Từ giờ em cũng không cần phải qua đưa rước tôi nữa đâu. Em với Bảo Quốc á, cứ dành thời gian cho nhau giống như ngày xưa đi. Ý, không có được đâu cô ơi. Nếu như em không qua rước cô thì anh Bảo Quốc sẽ qua rước cô, mà em không có muốn điều đó nữa. Em yên tâm đi. Tôi hứa là tôi sẽ không đi với Bảo Quốc nữa đâu. Tôi biết tôi phải làm gì mà. Xin lỗi, chị cần gặp ai vậy? Cô là nhân viên mới phải không? Tôi là vợ của giám đốc Bảo Bình. Dạ, giám đốc đang họp. Chị vô phòng đợi chút xíu nha. Chị có cần gì cứ bấm điện thoại số 0 gọi em nha. Dạ, em mời chị vô. Dạ, em mời chị. Dạ, em mời chị. Dạ, em mời chị vô. Mời chị dùng nước ạ. Em xin phép ra ngoài. Cảm ơn em. Tuyển cô thư ký bốc lửa như vậy, kè kè suốt ngày bên cạnh, biểu sao đi làm cả ngày không thèm nhìn ngó tới vợ. Mọi người về triển khai công việc. Chiều nay chúng ta sẽ có cuộc họp với bên khách hàng. Tôi muốn mọi việc phải được chuẩn bị chu đáo. Mọi người có ý kiến gì không?
Dạ. Vậy cuộc họp kết thúc tại đây. Dạ. Cậu chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp chiều nay đầy đủ chưa? Dạ rồi anh. Đã tới đây, sao không thử tìm coi ảnh có lén nút sau lưng mình làm gì bậy bạ rồi để lại tăng chứng vật chứng không? Anh đâu thể ngờ mình sẽ tới đây chứ. Cậu chuẩn bị đi. Dạ, anh yên tâm. Dạ. Vậy ra anh bị chứng bệnh đó. Mình đã hiểu lầm và làm khổ anh suốt bao ngày qua. Mà anh cũng thiệt tệ, sao lại nỡ giấu mình chứ. Mình đã trách làm anh rồi. Mời chị uống nước cam. Đợi giám đốc họp xong sẽ về liền ạ. Ừ, em ơi, chị có chuyện phải đi gấp. Khi nào anh Bảo Bình về đó, em nói là chị có mang cháo cho ảnh nha. Dạ. Thôi, chị về nha. Dạ, nhưng mà chị... À, giám đốc. Trời, giám đốc về sớm chút nữa là gặp chị nhà rồi. Chị mới từ ở đây về đó. Giờ tôi đến đây sao? Ừ. Cậu tới đây tìm mình có việc gì vậy kìa? Lát nữa đem ly nước lọc cho tôi nghe. Dạ. Dạ, thưa ba. Có mấy bữa không để ý nghe. Vậy mà lá sâu nó ra bộn. Bà tỉa từ suốt sáng tới giờ mà vẫn còn nguyên đây nè. Ủa, con nhỏ này bữa nay nó làm sao vậy cả? Thẫn thờ như là người mất hồn vậy đó. Thời gian gần đây, cái nhà này như rối tung lên. Không biết sắp tới đây còn xảy ra chuyện gì không nữa. Vậy ra anh bị chứng bệnh đó. Mình đã hiểu lầm và làm khổ anh suốt bao ngày qua. Mà anh cũng tệ thiệt, sao lại nỡ giống mình chứ. Mà yếu khoản đó thì sao chứ. Chỉ cần anh không phản bội mình, không lăng nhăng bồ bịch bên ngoài là mình chấp nhận được hết. Mình không có đòi hỏi gì hơn.
Dạ. Thưa ba, bữa nay con sẽ làm một bữa cơm chiêu đãi cả nhà mình, một bữa sơm tụ. Anh Bảo Bình và Bảo Quốc sẽ về sớm. Con đã gọi điện cho gia đình chú Bảo Hưng rồi đó ba. Nhà mình bữa nay sẽ đông đủ vui lắm đó ba. Chiêu đãi cả nhà hả con? Dạ. Nhưng mà vụ gì vậy? Thôi con đi nha ba. Chưa có bao giờ đêm như hôm nay, nắng nướng mây trời lòng ta mê say. Vô. Dạ, con xin uống chút sức khỏe của ba và các thành viên trong gia đình của chúng ta. Hay quá. Mình vô cái nữa đi nha ba. Xin mời mọi người. Vô. Vô. Dạ, ba dùng đi ba. Dạ, con mời ba. Cảm ơn con. Dạ, con mời ông. Ăn đi anh. Món này nữa nha. Ăn đi con. Dạ. Tối nay liên quan giờ lại trưng bày phòng như vậy, không biết cô định giở chiêu gì đây ta. Trời ơi, chết mình rồi. Anh phải làm một số công việc nữa. Em xin lỗi anh vì thái độ của em không phải trong thời gian qua. Em đã làm anh buồn nhiều đúng không? Không. Em đã hiểu ra một điều. Vợ chồng sống với nhau chừng ấy năm, việc chăn gối đúng là quan trọng, nhưng tình nghĩa vợ chồng còn quan trọng hơn nhiều. Em chỉ cần trong lòng anh luôn luôn có em, vậy là đủ rồi. Em không cần gì nữa hết đó. Em nói thiệt không? Cảm ơn em. Cảm ơn em đã hiểu và thông cảm cho anh. Nghe Long. Ê thằng quỷ, sáng mai đi chụp hình với ngoại với tụi tôi không? Nam Quốc rồi Thanh nữa. Nam hứa là cho tụi mình chụp ké con máy mới của nó đó. Đi thì đi. Tôi cũng chưa chụp được tấm nào ra hồn hết á. Ủa, mà sao Quốc Thanh đi được vậy? Sáng nào cũng qua rước cô Ngọc Bích mà. Thôi rồi,
cô Ngọc Bích biểu tự đi, khỏi cần phiền Quốc Thanh. Mà tôi thấy cũng phải. Vậy hả? Dạ, vậy thôi cấp máy nha. À, bye bye. Cô, em chào cô. Chúc cô một buổi sáng tốt lành. Đưa xe đây để em dắt cho cô. Em làm cái gì vậy? Em sáng sớm em qua đây làm gì? Thì em dắt xe cô vô, em chở cô đi. Em đã nói rồi, em không cho cô chạy một mình đâu. Cô chưa quen đường xá, lỡ té nữa thì sao? Em làm cái gì kỳ vậy? Tôi đã nói là tôi tự đi được, sao em cứ đi theo làm khó tôi hoài vậy? Nếu em mà cứ như vậy, tôi sẽ không gặp và nói chuyện với em nữa đâu. Cô, người gì đâu mà cứng đầu vậy không biết, bực mình quá. Từng này tuổi tôi vẫn tâm nguyện là sẽ dành thời gian còn lại để được sống cạnh ông mỗi ngày. Vậy mà hình như cũng không được nữa. Cô có sao không? Để em coi coi. Cô, trời ơi, chân cô mới vừa lành à, mà cứ té vậy hoài sao mà được. Nãy giờ cậu đi theo tôi đó hả? Ai biểu cậu làm như vậy chứ? Cô à, em theo cô mới biết á, cô chạy chậm như rùa vậy đó. Đã vậy còn bị té xe nữa. Còn nói hả? Chạy được, không sao đâu. Kệ tôi, em tránh cô. Ra. Cô, cô, cô. Từ đây sắp tới cậu đừng có đi theo tôi nữa. Tôi nể gia đình cậu và gia đình tôi là chỗ thân tình, nên tôi không có muốn nặng lời với cậu. Nhưng cậu làm như vậy rất là phiền phức cho tôi, cậu biết không? Em đâu có làm gì sai đâu cô, chỉ là em lo cho cô thôi mà. Nếu mà cô thấy em nói nhiều quá, em hứa sau này chở cô á, em sẽ không nói gì hết. Còn nếu cô không muốn em chở á,
thì cô cho em đi theo phía sau cô thôi, để có gì em còn lo cho cô được. Cậu thiệt là phiền phức quá đi. Tôi phải nói sao thì cậu mới hiểu được. Tôi không cần cậu đưa rước hay quan tâm gì hết trơn á. Tôi ghét bị người khác quấy rầy làm phiền lắm. Cậu làm cho tôi cảm giác mình giống như là một tội phạm đang bị theo dõi vậy đó. Mà tôi ghét điều đó lắm. Nhưng mà em lo cho cô thôi mà. Em chỉ... Tôi nhắc lại một lần nữa, từ đây sắp tới cậu đừng có đi theo tôi nữa. Sự có mặt của cậu đã làm cho tôi chán ghét lắm rồi, cậu biết không? Cậu rất là lì. Cậu... Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó. Ý tôi là... Quốc, Bảo Quốc, ý tôi là... Nghiêm, chào. Thôi, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nha. Mai gặp lại chị nghe. Dạ. Uống một mình không mời tôi sao? Mời ông uống. Cảm ơn bà. Uống trà do chính tay bà pha bao giờ cũng là ngon nhất. Tôi uống hoài mà không thấy chán. Sao bà không hỏi tôi tới khi nào? Tại sao thời gian qua tôi không ghé qua thăm bà, không gọi điện cho bà? Tôi hiểu rồi, bà không thấy nhớ tôi chút xíu nào có đúng không? 40 năm qua không ngày nào mà tôi không nhớ tới ông. Tôi chung sống với nỗi nhớ đó, quen tới mức nó trở thành một phần hơi thở và cuộc sống của tôi rồi. Ông còn nhớ ngày xưa khi chuyện xảy ra rồi, tôi không hỏi ông tại sao. Bây giờ cũng vậy, vì tôi hiểu là ông có nỗi khổ của mình. Ông à, chỉ cần biết trong lòng ông có một vị trí dành riêng cho tôi là tôi mãn nguyện lắm rồi. Tôi nợ bà cả cuộc đời này. Ê, cô vô kìa. Các em ngồi xuống đi.
người ta đã biểu mình là đồ phiền phức, cứng đầu, ly lợm. Mắc mới gì phải lo cho người ta chứ. Khùng thiệt. Chị tìm hiểu rồi biết mình đã nghĩ lầm cho ảnh đó. Thiệt tình bây giờ nghĩ lại, chị mới thấy tội nghiệp ảnh. Ảnh làm việc vất vả mà mình thì cứ suy nghĩ này nọ. Em nhìn gương chị nè. Khi chưa rõ điều gì cụ thể thì không nên suy nghĩ lung tung, làm khổ mình mà khổ chồng nữa. Mình cứ lo làm tròn bổn phận của người vợ thì không có lo người ta quay lưng lại đâu em. Em không có làm được như chị đâu. Cứ mỗi lần nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét đó đó là em tức muốn ói máu à. Mà sao em phải xuống nước làm lành trước chứ hả? Em không chịu thua đâu. Em á, thiệt bất cười quá à. Chuyện vợ chồng mà em cứ làm như trận đấu tay đôi không bằng. Cái gì mà thắng mà thua chứ. Cuối cùng người bị tổn thương nhất chính là người phụ nữ. Đàn ông á, thì coi sự nghiệp làm trọng. Đối với đàn bà, gia đình vẫn là tất cả em à. Kìa, cá đớp môi kìa anh. Giờ thì em thực sự tin là anh có tài sát cá rồi đó. Không cần làm gì hết, chỉ cần quăng mồi câu, ngồi ngay ra đó, hồn vía bay đi mất tiêu mà vẫn câu được cá. Anh tài thiệt. Sao em biết anh ở đây mà tới vậy? Nếu em không thể tìm được anh, không đoán được là anh đang nghĩ gì, thì ai có thể làm được điều đó? Anh luôn nói em là người hiểu anh nhất mà, đúng không? Anh giống như là đang bị mắc cạn trong cuộc sống của chính mình vậy đó. Em là nơi duy nhất anh có thể tìm đến và chia sẻ và được hít thở khí trời, như con cá được vùng vẫy trong nước vậy đó. Nhưng tại sao những lúc anh cần em nhất, em lại lảng tránh anh? Đời người thật sự là rất ngắn ngủi. Tại sao không thể sống thật với chính mình? Anh hãy nhìn em nè. Hãy trả lời cho em biết đi. Anh có thể rũ bỏ tất cả, gia đình, vợ con, để tới với em được hay không? Anh có thể tàn nhẫn chà đạp lên hạnh phúc và bình yên của những người thân yêu để sống cho riêng mình được không? Nếu như mà anh làm như vậy thì anh không phải người đàn ông mà em luôn yêu thương và tôn trọng. Chỉ cần chúng ta có nhau trong tim, vậy là hạnh phúc rồi, đúng không anh? Cảm ơn cuộc đời này đã cho anh có em.
cô giáo gọi. Tôi ghét cô rồi. Không lẽ cậu ta giận mình luôn rồi hả? À, ba mới ba. Về. À, con. Ba ngồi xuống ba ăn cơm luôn đi. Ba mẹ con ngồi chờ ba nãy giờ á. Ba ăn đi ba. Vô đi chơi ba mau lớn. Ba tụi bay á quen ăn cơm dịch vụ mỗi tay ở bên ngoài rồi, khỏi sợ ổng mau lớn. Mẹ ăn cơm mỗi miệng sao mẹ nói là mỗi tay? Anh làm gì em vậy? Cô thôi đi được không? Để tôi với tụi nhỏ ăn một bữa cơm bình yên có được không vậy? Tôi nghĩ sao thì tôi nói vậy. Ai có tật thì giật mình. Anh ngại các con biết thì đừng có làm cái chuyện gì mờ ám sau lưng vợ con. Tôi chán ghét cái kiểu đạo đức giả của anh lắm rồi đó. Cô làm tôi chán tới tận cổ rồi, cô có biết không? Nếu không vì các con á hả, tôi cũng không bao giờ muốn đặt chân về cái nhà này nữa đâu. Ba. Ba ơi, ba lại chơi với con nha ba. Anh có giỏi hả? Anh đi luôn đi. Anh tưởng á là không có anh mẹ con tôi sẽ chết sao? Mẹ, mẹ làm gì kỳ vậy? Ba! Đứng lại đó! Ba! Đi. Bà Quốc sao rồi em? Bữa nay anh thấy con có vẻ hơi mệt mỏi đó. Con nói sắp tới kỳ thi nên hơi lo lắng chút xíu. Anh yên tâm đi, em đã lên kế hoạch tẩm bổ cho hai cha con, đặc biệt là anh đó. Phải uống hết thuốc mà em đã cắt về đó nha. Vất vả cho bà xã anh quá. Anh nghĩ vấn đề của anh có lẽ chỉ là tạm thời thôi. Do quá căng thẳng lo lắng nên mới bị rối loạn. Em yên tâm, anh sẽ thu xếp giao bớt lại công việc cho cấp dưới để ăn uống tẩm bổ theo yêu cầu của em. Chịu không? Chịu, chồng em là ngoan nhất rồi đó. Tôi ghét cô. Tôi ghét cô. Thank you.
Bà Quốc, tôi... Sao bữa trước em nghỉ học vậy? Công nhận á, bộ hình ông chụp ngoại cảnh á đẹp mê lý luôn. Hèn gì hôm bữa ông đi chụp với tụi tôi mà công nhận á hay thiệt, có mấy lạ nha. Lát nữa tan học em muốn gặp anh chút xíu. Em muốn hỏi anh cho rõ ràng. Dạ mai chị. Dạ mai anh. Có phải anh giận em vì chuyện em đã chen ngang vào việc anh rước cô Ngọc Bích không? Anh không muốn hay là không dám trả lời em? Có phải tình cảm của anh dành cho cô Ngọc Bích đã trên mức cô trò rồi không? Em bỏ ngay cái kiểu thẩm vấn anh như tội phạm đi. Anh thấy mình không có nghĩa vụ phải trả lời những câu hỏi vô lý và suy diễn dớ dẫn của em. Sáng nay em đã thấy tất cả rồi. Anh và cổ giận nhau như là đang yêu nhau vậy đó. Nếu như là cô trò thì làm gì có thái độ xử sự như vậy chứ. Nếu em hẹn gặp anh để nói những chuyện vô nghĩa như vậy, thôi anh đi về đây. Và sau này á, đừng có lôi chuyện cô Ngọc Bích vô chuyện của anh nữa, mắc cười lắm. Tại sao anh không trả lời thẳng câu hỏi của em chứ? Hay là anh không dám thừa nhận, đúng không? Anh là đồ hèn. Đồ hèn. Mà sao tối hôm qua em lại tắt máy? Anh rất muốn được gặp em và nhìn thấy em biết bao. Giây phút đó anh thấy mình giống như là một kẻ trắng tay rơi xuống vực thẳm và bị tất cả mọi thứ quay lưng lại. Em sợ khi em mở máy rồi em sẽ không kiềm chế được lòng mình. Em sẽ lại gọi điện hoặc nhắn tin cho anh. Anh hãy nghe lời em. Em muốn trả anh về đúng như người chồng, người cha trong gia đình của anh. Em không muốn làm người thứ ba phá nát con đường đi tìm hạnh phúc của vợ chồng anh. Anh đã nghe lời của em, đã cố gắng hàn gắn hạnh phúc gia đình của mình bằng tất cả sức lực. Nhưng mà anh càng cố gắng thì mọi thứ càng đổ vỡ và mất mát. Anh đã chịu thua rồi. Em đã là người thất bại trong hôn nhân. Em không muốn anh cũng bị giống như em. Hãy nghe lời em, về nhà với gia đình đi anh. Có thể bắt đầu lại từ đầu được mà.
Dạ, con mời ba. Ừ, con cũng ngồi ăn luôn đi, cứ lo cho cả nhà không à. Con đang khổ vì khỏe đây nè. Con ơi, ba ơi, Bích nó sao rồi hả? Dạ, dạ con Bích đang cấp cứu ở trọng đó ba. Bao đêm trông chờ thức trắng gió vang tên anh. Ba không nói là lỗi của đứa nào, mà ba cũng không quy rõ nguồn cơn. Anh muốn bỏ thì con cũng chẳng muốn giữ để làm gì. Để đó đi, ai khiến anh làm? Ngày mai tôi cũng đang tính dọn nhà nè. Em vừa khải thôi nha, thấy anh hiền rồi làm tới. Giả dối. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không có người đàn ông nào ngốc nghếch mà từ bỏ hạnh phúc gia đình để chạy theo những phù phiếm bên ngoài đâu con. Trời ơi, cái con nhỏ Quốc Thanh này, sao tự nhiên giành chở cô giáo với mình vậy ta? Cô, giờ cô đi về hả? Để em chở cô về nha. Thôi đừng có buồn, hay bây giờ ông chở tôi về nha.